Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Nếu như anh chị và các bạn đang muốn đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ đầu tư tại công ty chứng khoán TCBS mà anh chị đang chưa có người hướng dẫn, hoặc là gì, nhưng anh chị đang muốn đầu tư chứng khoán mà chưa biết đầu tư ở đâu, thì cái video này họ chia sẻ là dành tặng tới anh chị và các bạn. Đó là gì? Đó là anh chị và các bạn sẽ tìm được một người hướng dẫn có rất nhiều các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm để hỗ trợ anh chị và các bạn trong cái quá trình mà anh chị và các bạn thực hiện đầu tư. Đó chính là anh chị tìm được Hòa là người hướng dẫn cho anh chị và các bạn. Hòa nghĩ rằng anh chị đang rất quan tâm tới việc các nhà đầu tư khác đang đánh giá Hòa hỗ trợ như thế nào, đúng không? Anh chị hãy mở cái tài khoản TCBS đó, hoặc là vào ứng dụng TC Invest nếu anh chị đã có tài khoản. Anh chị chưa có thì hãy kích vào cái phần mô tả nhá, để mở nhá, rất dễ. Sau khi mà có cái tài khoản rồi, anh chị vào cái phần sao chép đầu tư iCopy, sau đó anh chị chọn Trịnh Công Hòa, cái chữ Hoài này, anh chị cái dấu huyền ấy ở trên cái chữ A nhá, thì mới search được ra. Bây giờ anh chị xem cái phần hướng dẫn đánh giá này, có 29 ý kiến đánh giá rất là tốt cho 5 sao. Chị Loan thì đánh giá em Hòa rất là nhiệt tình và tận tâm. Anh Nam thì đánh giá mình là người mới chơi và Hòa đã tư vấn dùm. Bạn Trang thì chia sẻ là anh tư vấn rất tận tâm và nhiệt tình. Bạn Huấn thì chia sẻ 5 sao cho sự nhiệt tình và tận tụy của anh Hòa. Mong anh tiếp tục phát huy ngọn lửa tinh thần để giúp thêm được nhiều người có thể sớm đạt được các mục tiêu tự do tài chính. Cảm ơn anh rất nhiều. Bạn Nga thì chia sẻ là xin phép cho 5 sao vì nhờ anh em mới vào thị trường này, xem các cái clip và cách anh phân tích. Mặc dù em mới, vốn nhỏ nhưng được vào group thấy khá chất lượng, học hỏi được rất nhiều. Thanh Anh đó, ui, rất nhiều các cái đánh giá. Nào, đây tiếp theo, bạn Hòa có chia sẻ là một người rất tâm huyết và hướng dẫn tận tình cho tới khách hàng của mình, đi trên con đường tích lũy tài sản đầu tư. Đặng Lê Minh có chia sẻ là một người làm tài chính có tâm, chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công. Trên cái video này thì Hòa rất cảm ơn những đánh giá, ý kiến của các nhà đầu tư đã đóng góp cho Hòa nha. Xin cảm ơn các nhà đầu tư rất nhiều. Hòa xin nhấn mạnh là khi anh chị chọn Hòa là người hướng dẫn khi đầu tư tại TCBS là hoàn toàn miễn phí nhé. Hòa không lấy một chi phí nào từ anh chị các bạn. Tất cả những cái chi phí mà anh chị phải trả cho công ty chứng khoán hay ủy ban chứng khoán thì anh chị có thêm Hòa là người hướng dẫn hay không thì đều giống nhau cả nhé. Anh chị các bạn hãy nhớ như vậy. Hòa không lấy thêm một khoản chi phí nào từ anh chị và các bạn. Thực ra thì Hòa đã làm rất nhiều các cái nội dung chia sẻ từ các trải nghiệm của mình trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official, trên blog Tiền Của Tôi.vn, và Hòa cũng có tâm sự và chia sẻ với anh chị và các bạn trên cái kênh Postcard Tâm Sự Tài Chính như thế này. Tuy nhiên thì có rất nhiều anh chị và các bạn vẫn chưa có thể thao tác và thực hành được. Chính vì vậy mà Hòa đã lập ra một cái nhóm group Zalo để chuyên hỗ trợ cho anh chị và các bạn mới bắt đầu để thực hiện thao tác đầu tư, và có thể đã trao đổi chia sẻ cùng với nhau rất là vui vẻ và tình cảm thôi ạ. Hàng tuần vì là anh chị các bạn mới cần có những trao đổi, cần có những chia sẻ, cần có những cái hướng dẫn về mặt tư duy này để đầu tư, thì Hòa đều tổ chức một tuần 2 buổi, là tối thứ ba 20 giờ và tối thứ năm 20 giờ, để mà hỗ trợ cho anh chị các bạn mới để nắm được các kiến thức cơ bản về đầu tư và có những cái trao đổi, những cái thắc mắc để hỗ trợ anh chị các bạn. Chính vì vậy mà Hòa làm cái video này để chia sẻ lại với anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn có thể biết được và có thể đăng ký tham gia. Và cái video tiếp theo này Hòa sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn. Anh chị hãy xem nhé, cái hướng dẫn rất là chi tiết để đăng ký Hòa là người hướng dẫn cho anh chị và các bạn nha. Chào các bạn thân mến, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn người hướng dẫn đầu tư là Trịnh Công Hòa, chính là mình nhé. Đây là một cái màn hình giao diện đầu tư tài sản
tại công ty chứng khoán Techcom Security là TCBS. Mình sẽ hướng dẫn ở trên website. Các bạn cũng có thể là xem ở trên mobile. Và bên cạnh thì mình có chia sẻ. Các bạn sẽ vào mục khác này. Đó, và các bạn vào cái mục là thiết lập tài khoản các bạn nhé. Đây ạ, thiết lập tài khoản này. Các bạn kích vào đây. Sau đó thì các bạn nhìn thấy không? Đây có cái mục iWell Partner là đối tác phát triển kinh doanh của TCBS sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn trong quá trình lựa chọn các sản phẩm tài chính phù hợp. Khi bạn gửi yêu cầu ở đây thì sẽ hiện ra một cái danh sách rất là nhiều các cái người hướng dẫn chăm sóc và bạn có thể lựa chọn ở đây. Tùy lựa chọn của các bạn thôi. Nó hoàn toàn là miễn phí. Và mình thì Trịnh Công Hòa ở ngay trên đầu. Hiện tại thì mình đang là top người mà hướng dẫn và chăm sóc khách hàng hàng đầu. Có rất nhiều các khách hàng tại TCBS. Các bạn có thể nhìn thấy Trịnh Công Hòa ở đây đúng không ạ? Rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần gửi yêu cầu chăm sóc là xong. Rất là dễ đúng không ạ? Đó, đây ạ. Mình kích cho bạn xem nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tôi muốn được chăm sóc bởi iWell Partner Trịnh Công Hòa. Số tài khoản là 105C041670. Và bạn có đồng ý chia sẻ email và số điện thoại cho iWell Partner không? Mình khuyên các bạn hãy đồng ý. Bởi vì sao? Sẽ có rất nhiều những cái thông tin hữu ích mà mình sẽ chia sẻ qua email và gửi tới các bạn để các bạn nhận. Hãy lưu ý nhé. Hãy chia sẻ giúp mình. Và các bạn ấn vào đồng ý. Đó, nó rất là đơn giản như vậy. Như vậy là các bạn đã gửi yêu cầu thành công. Sau khi mà các bạn đã gửi yêu cầu thành công thì đến một cái bước rất là quan trọng là mình sẽ thực hiện xác nhận cho các bạn. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ làm một cái thao tác cực kỳ quan trọng ở đây. Đó chính là các bạn hãy gửi thông tin tên của bạn và cái số điện thoại bạn đăng ký TCBS vào cái số Zalo là 0944325488 để mình phê duyệt bạn tham gia cái group hướng dẫn đầu tư tại TCBS các bạn nhé. Thế thì cái group mà hướng dẫn đầu tư tại TCBS mình sẽ thực hiện hỗ trợ và đào tạo cho các bạn hàng tuần vào thứ ba và thứ năm vào 20 giờ buổi tối. Mình sẽ có những cái ghi chú ở trên này cho các bạn xem, tức là các cái hướng dẫn đầu tư cho các bạn, cho các cái buổi đào tạo. Đó, mình để ở cái phần ghim ở trên cái phần ghi chú ở trong group Zalo các bạn nhé. Tất cả những cái thành viên mà mình đang support đây là đều là những thành viên mà do mình hướng dẫn ở TCBS các bạn nhé. Các bạn hãy lưu ý ở đây để các bạn có thể là xem được các cái thông tin mà mình chia sẻ. Thì sau khi các bạn gửi yêu cầu, mình sẽ add các bạn vào nhóm. Rất là đơn giản như vậy thôi. Nếu mà các bạn chưa có cái tài khoản đầu tư đúng không nào, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần click vào cái link ở dưới phần mô tả mình có để sẵn để các bạn có thể mở một cái tài khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hoàn toàn online tại TCBS và làm theo các cái bước hướng dẫn chọn người đăng ký mà Hòa vừa chia sẻ ở phía trước các bạn nhé. Hòa rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để xem cái video này và tìm người hướng dẫn đầu tư cho mình và lâu dài với cái con đường đầu tư của mình. Xin cảm ơn anh chị và các bạn và tin chắc rằng Hòa sẽ là người đồng hành đáng tin cậy của anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha.